Nói chung thiên nhiên thì hùng vĩ, với lại nó trên quê hương mình nữa thì nói chung là nó rất là ấm áp, nó đi vào kỷ niệm tuổi thơ của những người trẻ ở đây. Ôi. Khó hơn, Từ cái tảng đá nó bám xuống được không? nó khó hơn đó. Tôi còn thấy còn còn hờ hững luôn á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngọn núi rất là nhỏ và cái tên khá là đặc biệt. Đó là núi Chọi. Không biết là cô bác quý anh chị thấy không rõ không? Sau khi phát hiện cái giếng này ở đây nè, thì mình lại bàn cờ là ngay chỗ đó đó hả anh? Bên đó đó hả? Anh đi sát xuống anh thấy hết Đi đường nào anh Trọng? Bên đây không? Không, đi đường khác nè. Em để đồ đó được không? Trên núi này. Bây giờ mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Anh nói đây là một cái hình bàn cờ. Đằng kia đó hả? Lát nữa em sẽ qua bên đó quay ha. Còn ở dưới này là có những cái vết giống như là ngày xưa người ta nói rắn bò. Anh xuống dưới đó anh tìm hiểu thôi. Cái vết đó là từ ngày xưa giờ nhỏ lớn mình thấy có dấu bước chân luôn á. Dạ. Dòng khu vực này có dấu bước chân của người giống như vậy thôi. Dạ. Xuống đó anh tìm hiểu. Đường này ha. Không ngờ một cái ngọn núi nó nhỏ như thế này, chỉ cao tầm khoảng 30-40 mét thôi, nhưng mà lại lên đây ẩn chứa nhiều điều tâm linh, một cái nền văn hóa rất là lâu. Những cái hình thù tạo nên giống như từ những cái tảng đá đằng kia kìa, nó cứ nằm chơ vơ ở đằng đó nhưng mà nó không bao giờ, nó ấy ha, không bao giờ bị gọi là ngã đổ cái gì ha. Trên đó có một cái giếng nước nữa. Trên đó đó hả? Ừ. Sau cái dạo đó là có một cái giếng nước người ta hay uống nước đó. Đây, mấy anh em mình đi. Sẵn chuyến đi rồi ha. Rồi bây giờ thì dạ. Có duyên. Có duyên, em với anh hữu duyên nhau anh Trọng ha. Cho em đeo này với. Cây mít thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ hôm nay gặp anh Trọng rất là may mắn luôn. Mình sẽ đi theo bước chân của anh Trọng. Em chưa quải cái máy này đi thôi. Chắc để đồ đây. Để cái ba lô á. Đi luôn đi. Đi anh ơi. Đem qua để anh đây. Dạ. Theo chân một anh Trọng chỉ có duyên hữu duyên gặp. Ở đây thì mọi người đến đây xin số mà. Xin số nhiều lắm. Ồ. Nhưng mà có trúng không? Cái đó thì không biết. Leo lên hả? Leo lên. Khoan. Chỉ cho leo. Đeo cái đó leo mệt lắm. Bỏ này xuống ha. Đẩy xuống đó đi anh. Mình phải bỏ ba lô và tất cả các dụng cụ ở đây thì mới leo lên được. Đây. Anh nắm tay em hả? Rồi rồi. Ê dạ. Chắc nha anh. Chắc. Anh Trọng là một người quen quen đi gần. Rất khó khăn. Ồ, vất vả ha. Rồi, đi từ từ. Ôi. Trời ơi. Những cái mỏm đá này cô bác quý anh chị. Ở đây thì gió rất là mát luôn, nhưng mình là một người không quen đi gần thì thấy như những cái mỏm đá nó cứ chiêu leo à. Cái máy này có thể quay nhìn được mấy con núi đó luôn. Dạ. Đây giếng nước bên đây. Ôi. Ôi nhìn à. Ôi. Rồi rồi được rồi anh. Đây. Đây giống như là một cái lõm đá thôi. Dạ. Mùa mưa xuống nó sẽ đọng nước lại đây. Rất là trong. Ồ. Em xem quá. Đồng nước ở đây ha. Và người ta thường uống ở đây hay gì?
người ta thường uống ở đây. Khi người dân đi ruộng không có nước này kia thì người ta lên đây uống. Nó cũng là cũng giống như một cái phao cứu sinh tạm thời. Ai là người phát hiện ra một cái người dân ở đây thì từ nhỏ người ta đã biết đến những cái này do anh em dòng họ truyền tay nhau dắt lên đây. Ô ngộ ha, anh Trọng ha, nhưng mà chỉ có mùa mưa thôi ha, chỉ có mùa mưa thôi và mùa khô thì họ không có nước hả? Không có nước, đâu có động nước lại. Nó không giống như cái giếng ở dưới kia. Giếng dưới kia thì giếng không bao giờ cạn luôn. Theo em nghĩ thì nó giống như hình của một con mắt. Nó liên quan đến đạo một mắt đấy. Đạo một mắt đó thì ở ngoài Ba Thê mình có nè, ngoài Ốc Eo á. Đối diện với ủy ban xã có đạo một mắt. Thì đó là đạo cao đài. Đạo cao đài. Em nghĩ thì ở An Giang mình đó, thì theo một cái nền văn hóa gọi là nền văn hóa Ốc Eo và người Chăm họ sinh sống ở đây. Thì người Chăm Ba thì họ mới bị ảnh hưởng của Ấn Độ. Và em thấy đó là hiện thân của thần Juni. Trong cái nền văn hóa của Ấn Độ á, thì Juni và Linga là sinh thực của người đàn ông. Khi sự kết hợp của người phụ nữ và người đàn ông thì sẽ tạo nên tất cả loài người đó. Thì em nghĩ đây là cái tảng đá đó, cái giếng nước đó là hiện thân của thần Suni. Và em có đọc được một cái bài báo đó là ở Thái Lan cũng có một cái tảng đá dựng đứng lên giống như Linga của người đàn ông, sinh thực của người đàn ông. Thì không biết là nó có liên quan hay không, nhưng mà anh có nghĩ nó giống không? Thì cũng không am hiểu cho lắm. Thì thay vì thấy thì nó giống một con mắt hơn. Nó có thể liên quan đến đạo cao đài cũng không chừng, nó giả thiết thôi. Nhưng mà ở đây thì trước đây ở vùng đất An Giang này người ta lại khai quật ra những cái tượng thần Shiva nè, rồi sinh thực của người đàn ông giống như của quý người đàn ông á. Anh có gặp ở nhà trưng bày đó? Có gặp. Thì anh có nghĩ nó giống không? Cũng có thể là liên quan. Anh Trọng là sống bám theo nghề núi này luôn hả? Không, em là ở Sài Gòn em mới về đây. Rồi rảnh thì đi lên đây tìm mai vàng. Anh là người dân Sài Gòn? Dân ở đây nhưng đi Sài Gòn làm lâu rồi mới về đây thôi. Anh về đây được bao nhiêu năm rồi? Em mới về đây chừng 20 ngày. Dạ, nhưng mà cái kỹ năng leo núi của anh phải nói là từ nhỏ lớn rồi. Vậy hả? Em ngồi đây em còn run chân á. Có gì đâu, bình thường, tại vì không thể nào mà ấy được, tại vì dốc này đâu có chạy đâu. Thôi hai anh em mình qua kia ngồi nói chuyện ha. Mình thì kỹ năng leo núi của mình kém á, nên thành thử là mọi cái sự nhờ anh Trọng nắm tay hết à. Có gì đâu. Anh Trọng có leo lên tới đó chưa? Chưa, nhưng mà leo được. Leo thử em xem vậy. Leo đây, bám vô đây nè. Anh leo đi, em cũng dám leo. Thôi. Ở trên đó có những cái hình thù dựng, những tảng đá dựng đứng rất là đẹp luôn. Anh lên chưa? Chưa. Anh có lên chưa? Có lên rồi, nhưng mà leo đó căng hơn cái này à. Độ nguy hiểm ghê lắm. Anh Trọng ơi, sao anh bỏ em? Đây cầm máy chưa? Rồi. Anh quay ngược, quay máy ngược lại em để thấy. Rồi, em xuống đây. Nói chung là đá này nó cũng có độ bám ha. Chiều, đạp vô đây. Đạp vô đây. Dạ rồi, cảm ơn anh. Mạo hiểm thì mạo hiểm nhưng mà cũng phải an toàn ha. Đạp vô đây đi. Mình leo một 10 phút, anh Trọng leo 1 phút thôi. Rồi cảm ơn, anh có thể dẫn em đi những chỗ khác ở nơi này không? Có thể, nhưng mà sợ là không dám leo thôi. Dạ hả? Nhưng mà đây hỗ trợ cho. Dạ. Có thể đem đồ theo để phòng ngừa.
phòng ngừa có khách. Trên này thì nói chung người dân ở đây thì không có cái vụ mà đó, chỉ có sợ khách lạ thôi ha. Sợ người lạ, nhiều khi như những người phụ nữ hồi nãy đó, là người ta ở núi kia người ta vô. Dạ. Chứ không phải dân ở đây. Anh cứ đi từ từ đã, để xem coi có ong không. Tại nó quýnh hai anh em chạy không kịp ạ. Ôi, 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 ôi. Từ từ. Cô bác của anh chị nãy mình leo lên cái tảng đá trên kia đó đó. Ồ, phải nói là ngán lắm. Mình ngồi lên cái tảng đá này nè, cực kỳ. Mình không phải là nhà leo núi đâu, nhưng mà mình phải. Anh Trọng ơi. Vâng. Rồi sao, có ông không? Không có ông, nhưng mà nhắm cái vách này leo được không? Em mở. Còn không thì qua bên đây leo cái vách này cho nó dễ đi. Lên đỉnh đúng không? Dạ. Lên đỉnh thì qua đây đi. Sao anh leo núi một cách dễ dàng ha? Tại vì sinh sống người dân miền núi thì cũng giống như ở đồng bằng thôi hả? Ừ. Giống như con cá nó xuống dưới nước thì nó cũng sẽ có kỹ năng bơi lội vậy đó. Đây, để đồ ở đâu cho mình dễ quan sát. Leo lên tới mì trên kia hả? Ừ. Leo được này. À. Nó cũng dễ à. Bây giờ em để đồ đâu ta? Để cho dễ nhìn đi chỗ đó đó. Em chỉ để ba lô ở đây ha. Anh quải cái máy này giùm em với được không? Đây. Em thì rồi. Rất đau. Lên. Phải có một người dân địa phương mới được của bác của anh chị. Đây là tình cờ gặp nhau. À. Ôi, 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 ôi. Sao dám leo đó được? Được. Có ấy đó móc lên được. Rồi. Ôi, em không leo đâu. Cứ bước chân lên đi. Đấy, lên đây là bình thường rồi nè. Xong rồi nè, là quay được toàn cảnh này luôn. Nhưng mà leo theo kẻ đá dưới này được không? Kẻ đá này thì được, nhưng mà nó sẽ khó hơn là cái này. Ờ. Đây có người kéo lên rồi. Đây. Cứ bước chân là đưa tay lên đây rịch lên cho. Đưa tay phải chứ. Ôi, nó nguy hiểm quá anh ơi. Không có sao đâu. Trọng thì nói thật ra cô bác quý anh chị, cái mỏm đá này nó cứ treo leo à, mà cái tay mình á, em sợ nắm nó bị trơn thôi. Anh Trọng vẫn đứng kìa, hiên ngang quá ha. Bình thường à, đâu có trơn gì đâu. Dạ. Mát không anh? Rất là mát. Rất là mát. Trên đây là đỉnh. Chỉ cần sơ sẩy một tí xíu thôi. Còn không thì chịu khó leo vách bên đây. Đưa camera đây, quay cho leo lên luôn. Đó. Đi xuống dưới kia. Leo lần lần cái vách ở dưới đó ha. Ở chỗ này có cái lỗ chui qua nè. Ghê quá. Có gì đâu mà ghê. Hỏi đây. Xuống sao? Thì hồi mình xuống đường này, mình dựa vào. Cô bác quý anh chị, cô bác quý anh chị biết không? Vượt qua nỗi sợ hãi và sự nguy hiểm thì Bùi Hồ cũng đang đứng ở trên một cái mỏm đá như thế này. Và ở đây có vẻ rất là mát luôn. Và nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của anh Trọng là một người dân ở đây. Và hôm nay đứng ngay chỗ tảng đá này, mình mới thấy được sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự tạo hóa của thiên nhiên. Và rất là mát anh Trọng.
mà không có anh thì em không có leo lên đây được đâu. À, cô bác của anh chị thấy à, ở dưới kia á là một cái giếng ở đằng kia. À, anh Trọng là bên kia ngồi bên kia, ảnh hơi ha. Xuống đây, bước qua đây, bước xuống bước chân đó, phải tựa người vào. Dạ. Người dân đồng bằng mà. Nè anh cầm máy giùm em. Ờ, anh quay giùm em nghe, quay đứng ngưỡng. Thưa cô bác quý anh chị, thì sau một cái khoảng thời gian mà leo núi chật vật, vượt qua sự sợ hãi và được hỗ trợ nhiệt tình của anh Trọng là một người dân địa phương ở vùng núi Choi này, núi Choi này. Lúc nãy á, mình với anh Trọng á, ở chỗ kia kìa. Nó ngay chỗ đó đó cô bác quý anh chị. Ờ, hồi hộp ha. Anh có thường lên đây không? Vẫn thường, ngày xưa thì vẫn thường. Dạ. Cái cảm giác mà anh là một người dân núi thì gắn bó với thiên nhiên như thế này thì anh vui nhất là điều gì? Ờ, thì Bùi Hồ đang có mặt ở cái đây được gọi là đỉnh núi anh Trọng. Thì, và một trong những cái hòn đá mà nó có thể hứng được gió trời từ ngoài kia. Và rất là mát luôn. Nhưng mà đến đây cái cảm giác và chân của mình nó vẫn còn run run. Anh cũng đã từng sống ở những nơi phồn hoa như là Sài Gòn. Thì anh thấy cuộc sống ở đó với ở đây như thế nào? Sài Gòn thì... nói chung thiên nhiên Sài Gòn rất là phồn chen. Ừ. Với lại chung, Sài Gòn không thể nào trên quê hương mình nữa thì nó An Giang mình được. Dạ. Thời gian ở đây thì họ đi vào kỷ niệm tuổi thơ pháp của nữa. Những chứ không người phải trẻ như người ở đây Sài Gòn. Cho dù đi đâu người đi ta chỉ mãi chạy theo công việc, không phải là để mà sử dụng tình nghĩa với nhau. Đồng tiền nó không có tình cảm, nó là vậy. Còn về quê mình này thì mình ví dụ mình có thể xin một vài cái gì đó mình ăn cũng bình thường, người ta vẫn rất là vui vẻ. Chứ có một cái nữa là ở đâu cũng tiền không có, là rất là yên tĩnh. Núi non thì nó sẽ yên tĩnh như vậy. Em cảm nhận con người á thì phải sống hòa nhập với thiên nhiên và giữ cho thiên nhiên một cái giống như bản chất ban đầu, thì mình sẽ thích ứng nó và có thể là hòa nhập nó dễ dàng, gọi là mẹ của thiên nhiên mà. Và khi mà mình sống trong một cái cuộc sống bon chen chạy theo vì đồng tiền á thì nó lại đánh mất đi cái bản tính của mình. Hôm nay thì gặp được anh Trọng là một người dân địa phương rất là nhiệt tình của bác anh chị, không nhờ hỗ trợ anh Trọng thì Bùi Hồ không thể nào đứng ở trên một cái ngọn núi cao như thế này. Cây da đó rất là đẹp. Cô bác quý chị quay một chút. Bây giờ hai anh em mình ngồi đây ha. Ngồi đây tí xíu á. Ngồi vậy anh Trọng. Mình với anh Trọng đi xuống. Cô bác quý chị không biết thấy không, khung hình nó có ok không. Đi xuống nó vất vả hơn đi lên á. Rồi cứ phóng qua, cứ phóng qua đi. Ôi anh cầm máy giùm em á. Ôi. Ở đây. À, đi xuống. À, cô bác anh chị thấy không? Một tảng đá. Nếu mà sợ thì có thể bám vào những cái này. Dạ. Tới đây là anh phải dứt khoát và chính xác nha. Ôi ôi ôi. Rồi sao ta? Đưa đây cầm máy sao. Rồi tuột xuống, tuột xuống.
Nè. Em nghĩ em đi qua đó đi xuống được không? Được, nhưng mà nó sẽ khó hơn. Từ cái đằng đá đó bám xuống được không? Nó khó hơn đó. Cái xuống tới đây thì em lấy tay cho đạp lên. Rồi đạp lên đây. Dịnh vô nha, dịnh vô cái nào nha. Quay cái cặp lại trước. Rồi anh quay. Tắt camera không được nữa. Ôi, cô bác anh chị thấy anh Trọng quay em kìa. Thấy ở đây là một sự mạo hiểm. Anh Trọng là một người Rồi, cứ đạp vô. Rồi sao anh? Em quay mặt lại chứ. Không, đạp thẳng xíu. Rồi em đạp vô chân anh, rồi em đạp vô đâu nữa? Đạp vô tay đi, đạp vô tay đi. Rồi sao ta? Thôi bây giờ anh đưa máy em đưa. Rồi. Đạp vô giúp. Phải tắt máy anh Trọng nè. Chứ cô bác của anh chị biết là hành trình, không biết là cô bác của anh chị có biết không, mà hành trình xuống đây tay vẫn còn run, và anh Trọng phải rất là vất vả mà để cho Bùi Hồ có thể trượt từ cái tảng đá đó đi xuống đây. Và theo chia sẻ anh bên đây thì không lên cái tảng đá đâu được hay anh ha? Nếu thế không an toàn không lên được. Dạ, theo anh thì anh có dám lên không? Mình anh dám lên không? Ở đây tôi còn không dám lên á. Anh không dám lên? Sợ độ cao là không lên được đâu. Dạ. Ở đây nếu mà sợ độ cao là thôi. Rồi vậy thôi đi. Anh nếu như một mình là không lên được ha? Không lên được. Ở đây thì nói chung chứ em lên được và em còn phải kéo anh lên đó anh thấy sao? Địa phương ở đây thì ví dụ tôi quen đường ấy thì ta là thể có thể ta leo mấy nhỏ tôi lên được. Không anh, cái chỗ đó nó sẽ dễ lên hơn cái vách bên đây nè. Anh thấy gì cái vách bên đây nó vách bên đây khó xuống hả? Nãy là theo tôi nhìn là tôi nó vách bên đây nè nó khó. Nó khó hơn cái vách bên đây rất là bên nhiều. Bên đây khó hả? Khó hơn rất là nhiều luôn. Anh thấy đi, không phải là nó dễ đâu. Đúng không? Cái mức độ bám với cái mức độ leo của anh bám anh tựa vô đâu, anh leo vô đâu. Cái bên đây nó khó xuống không trời? Cái bên đây nó khó xuống mà nó khó lên nữa. Nói thật với cô bác của anh chị luôn. Cái tảng đá này nếu như chỉ một người dân bình thường sống ở đây lâu năm mà không có kinh nghiệm leo núi như anh Trọng đây thì không thể nào mà leo lên tảng đá này được. Và này là em bảo đảm thật. Nếu như mà không có dụng cụ như là thang mình bắt lên thì không thể nào lên được đâu anh ha. Không được đâu. Nãy tôi nghĩ là nãy leo lên cũng khó mà xuống cũng khó. Tại tôi đứng dưới leo lên cho vững tâm là không leo thôi. Leo lên rất là dễ. Vậy hả? Và nãy lúc mà an tuột xuống là tôi thấy hơi khó đó. À. Đúng. Nếu mà tôi đứng ở dưới là không có trong mình không hơi nhẹ lại liền. Ừ. Có cái sự có che chở dưới rồi. Tại vì không sợ được cao. Thủ ở dưới là ấy là tôi chụp liền á. Ừ. Quá. Anh gặp em leo xuống thì anh thấy cái cảm giác nó anh hồi hộp không? Tôi thấy còn hờ hững luôn á. Dạ hả? Tôi đứng là tôi thấy còn mắt run luôn á. Đi dương nhân nè. Hồi nãy tôi đứng ở dưới là tôi thấy là run rồi đó. Thấy là nguy hiểm rồi đó. Thôi đi. À em mỏng manh dễ vỡ hả? Sợ độ cao. Nói chung là cảm ơn hành trình này anh Trọng nè. Chắc có lẽ là mình đi xuống và nhờ anh Trọng sẽ hướng dẫn mình đi nhiều chỗ nè. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh đã luôn che chở cho em. Cảm ơn anh, chúc anh đi vui vẻ nha. Đó, anh leo lên thử em xem. Tôi đứng ở dưới tôi thấy rồi. Không, ở dưới ông leo lên được, bận lá ông xuống mất kẹo ông dây ông. Ông leo lên được mà ông leo xuống mất kẹo ông rung rồi đó. Tôi mà đứng ở dưới tôi thấy còn rung giò đó. Tại vì nè. Anh leo tới cái dốc đó đó. Anh Trọng bây giờ leo thử cho em đếm coi bao nhiêu giây đó đó anh Trọng. Được. Lên nó mệt nhưng mà anh leo tới cái dốc đó đó. À. Là anh phải dứt phát xuống cái cục này. Còn chứ không có tụt xuống được. Anh làm cái tới dốc đó xuống được không? Được. Đây để leo cho coi. Nó rất là đơn giản. Hiểu rồi, nói là hiểu rồi. Nói là tới cái chấn đó là phải dứt phát. Đây. Ông làm chuyên nghiệp làm cái nào? Dạ. Chứ. Có gì đâu. Đúng không? Nhưng mà khi mà mình sợ độ cao mình tới cái dốc này nè. Đúng không? Nó trơn nè. Phải dứt khoát qua đây. Thế thôi. Đi đơn giản quá không? Nếu mà tụt là nếu mà nãy tụt là thấy ông tụt từ từ xuống nó sẽ ấy. Kêu đó là con đề bàn đá đó. Con này ha, cục này ha. Một cái núi nhỏ nhưng mà nó ở đây được
không phải giống như là một cái tảng đá, một khối đá lớn hình ha. Nó tạo ra hình thôi. Tạo ra hình một cái núi, người ta gọi đây gọi là núi chồi. Bây giờ mình bước qua đâu? Đi xuống kiếm vết tích của rắn ha. Ờ. Đây còn là bàn đá nè. Còn thấy đó giống quả tim không? Đó. Ừ. Đi bên đây cho nó dễ nè. Giờ bước xuống đây. Tại vì đá nó rất nguy hiểm các anh chị. Hình như đây là những dấu bước chân rồi. À. Từ đây đến đây ha. Thôi. Còn những dấu bước chân. Ủa sao anh biết em? Không. Dạ. Rồi nãy giờ tôi nhớ không rồi trời. À. Tôi có coi cái quay mấy clip xong quay đó rồi tới đâu. Dạ. Dạ lên đó. Anh thử một lần mạo hiểm leo lên cái tảng đá ngay chỗ đằng kia kìa. Cái tảng đá trên cái đó. Dấu này là cái dấu rắn bò đó anh nè. Ồ đó, anh thấy vậy lên chưa? Dạ. Em giống có phải là nước không anh hay là rắn bò không biết, nhưng mà người ta nói là có phải là bò. Nước mưa không? Dạ anh Bình. À, những cái đường sọc màu đen rất là rõ ha. Ở đằng kia nó có pha một màu trắng chỗ này nè. Đằng này màu đen. Ha. Cái là chuối rừng á. Chuối rừng hả? Ăn được không anh? Không, ăn nó ngứa lắm. Ừ. Phải nhỉ? Đây. Ở đây. Đây là dấu thấy rõ nhất nè. Không có dấu nước mưa nào đi ngang gì hết, đúng không? Đúng rồi. Đó. Ồ. Một đường vắt ngang ha. Đây, một đường vắt ngang từ đây qua nó. Ừ. Vắt ngang một cái sườn núi nè cô bác anh chị. Nó rất là láng nha, chứ thôi không giống như đá thường. Dạ. Nhưng mà những cái lần này là do con người hay là tạo hóa? Do tạo hóa. Do tạo hóa ha. Thế giống như là ngày xưa người ta nói rắn bò cái đường này nè chú. Nè. Anh nhìn thấy cái đó giống anh như thấy không? Rõ ràng luôn đúng không? Tảng đá này nè. Nó vòng bên kia luôn. Hay ha. Chứ tự nhiên mà tại sao mà lại có rắn rồng bò gì đó luôn. Anh Nhân nói là sao anh Nhân? Nãy là tôi đứng là tôi thủ là tôi đứng ở dưới mà tôi rung giùm á. Không, nói chung là rất là có tổ chức là tôi với tôi thủ hai cái tay bị dựng vô đá luôn. Rất là hy sinh cho nghề nghiệp. Ừ. Nhưng mà để có những thước phim cho cô bác quý anh chị xem đâu phải đơn giản hay anh Nhân. Đây, tảng đá nè. Đây còn dấu bước chân nè anh. Có rồi. Đây, dài dài đây. Như anh Trọng như thế này á. Gan và mạo hiểm như anh Trọng và kỹ năng leo núi cực kỳ hay thì anh mới có thể đi tìm Lan ở đây được, đúng không? Không phải là gan, cũng không phải là mạo hiểm, nhưng mà cái bản năng thôi. Dạ. Bản năng của người dùng núi thì nó sẽ là như vậy. Ừ. Hả? Nãy nó cũng trò luôn. Chứ anh cũng thấy đó. Nãy mà nếu mà tôi thấy ảnh là thế nào tôi cũng bính xuống gì mình tôi. Tôi nó lụng cái đó, tôi nó điểm cái dài vô. Rớt cho mình luôn đó. Nhưng mà hiện tại ông ấy ông ấp lại á, ông đi ngược xuống ông bò từ từ xuống được. Còn thứ đưa ngược xuống rồi đường đâu vậy. Anh kéo mình lên. Thôi, chắc mình kết thúc video clip tới tại đây cô bác quý anh chị. Thôi, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau nha. Có những thước phim hay đôi khi phải đổ cái mồ hôi và đánh đổi bằng sự nguy hiểm.